Tập 25. Lý Gia. Họ Lý kia, mau mau ra đây mở cửa. Đại gia hôm nay tới là để đòi nợ người đó. Thiếu nợ trả tiền là chuyện bình thường. Mở cửa đi. Dạ. Cứ tưởng là không có ai, thì ra biết được bốn đại gia tới đây nên toàn bộ đi trốn hết rồi. Trốn hết thì có ích sao? Xét. Dạ, dạ, dạ. Đi, đi theo ta. Đi. Dạ, theo ta, nhanh lên. Chuyện gì đây? Còn dám giả ma giả quỷ để hù dọa lão tử? Đi, cho ta vào đó. Dạ, dạ, dạ. Đã tìm được chưa? Dạ, không thấy ai hết. Tôi nghe thấy tiếng khóc nên chạy tới. Trời, cả một người cũng không tìm thấy. Đúng là thứ vô dụng mà. À, mẹ ơi. Ở bên kia. Mẹ ơi, mẹ trả lời con đi. Tiểu tử, ngươi ta là gì vậy? Người lớn trong nhà trốn đâu hết rồi? Đang hỏi ngươi đó, đừng có khóc nữa mà. Ây da, trời ơi, tiểu tử thúi ngươi. Bắt nó lại, bắt nó lại. Dạ, dạ, dạ. Rồi, giữ chặt đi, đi thôi. Ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi tên họ là gì? Người lớn trong nhà trốn đi đâu hết trơn rồi? Tiểu tử, ngươi có nói hay không vậy? Không nói ta không khách sáo với ngươi đâu. Giữ chặt dạ. Cho ta. Ngươi có nói không? Rốt cuộc ngươi có nói không? Sợ cái gì? Chẳng qua chỉ là một cơn gió thổi vô đây làm tắt đèn cầy thôi. Sợ cái gì chứ? Mau châm lửa, đốt đèn lên coi. Dạ. Ủa? Quái lạ, thằng nhóc đâu rồi? Dạ, không biết dạ, nữa. Không biết nữa. Lão đại. Ừ? Hình như có một chút không ổn lắm nha. Cái gì mà không ổn lắm? Chỗ này có khi nào là nhà ma không? Cứ thấy nó âm u sao? Nói năng lung tung. Làm gì có ma quỷ chứ? Cho dù là có ma thì cũng là bọn ma nhà nghèo không có tiền trả nợ. Đi theo ta. Đi. Dạ, 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 dạ. Đi, 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 đi. Đi thôi nhà lớn. Ta thật không tin cho dù ngươi là ma gì. Có bản lĩnh thì đứng ra đây cho đại gia coi thử coi. Nửa năm sau. Nè mọi người, tới đây xem đi. Có cáo thị nè mà không biết là gì nữa. Chúng ta có thể về nhà. Ờ, tôi không biết. Mọi người có ai biết không biết sao nữa? Tôi không biết đọc chữ mà. Nó 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 không biết nói cái gì nữa. Biết đọc không? Thiệt tình chữ vậy cả. Con của chúng ta phải không? Trời ơi. À vậy hả? Thì ra là vậy. À tôi hiểu rồi. Phải sao? Nó mày quá vậy. Đánh trận rốt cuộc cũng đánh trận xong, con của chúng ta có thể về nhà rồi. Phải đó. Bạo loạn ở Thái Nguyên đúng là nghiêm trọng thật. Hoàng thượng phái Trấn Quốc đại tướng quân đi bình loạn. Hãy đánh thì đánh hết 3 năm. Rất nhiều nam đinh của huyện Đông Dương chúng ta đều bị triều đình bắt đi đánh trận. Chỉ cần con của chúng ta được bình an trở về là tốt rồi. Rồi. Không biết là trời con tôi trở về quá, nó có lập được công không nữa. Con của huynh dũng cảm như vậy chắc chắn sẽ lập không ít công lao. Lần này nó y cẩm hồi hương đúng là chuyện đại hỷ mà. Tới lúc đó chúng tôi nhất định tới nhà chúc mừng. Tránh ra giùm, tránh ra giùm. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Đâu ra vậy? Vậy? Các ngươi tưởng rằng muốn lập được công lao ở trên chiến trường dễ dàng như vậy hay sao? Giải thích thử đi. Đương nhiên là khó rồi. Đây đâu phải là chuyện binh sĩ bình thường có thể làm được. Hả? Phải là ở trong lúc hỗn loạn nhất có được cống hiến lớn lao thì mới có cơ hội đạt được đó. Trời ơi, cậu là ai vậy? Có thì không vậy? Tôi không à. Tôi là ai? Đây, tôi chính là tướng sĩ. Là gì nữa đây?
có công lao trong việc bình loạn. Muốn chứng minh à? Đây, trong đây đều là vàng bạc mà hoàng thượng đã ban thưởng cho tôi. Nè, còn nữa nha. Đây, còn đây là một bức thưởng trạng mà binh bộ đã phát cho tôi. Bên trong này nói rõ tôi đã lập được công trong lúc bình loạn. Các người coi đi. Nè, coi đi, coi đi. Nè, coi xong rồi, coi xong rồi, coi đúng không? Coi đi. Vậy mọi người đã biết rồi, còn không mau tránh được. Được, 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 được. Du Quý, là huynh sao? Du Quý, Du Quý, đúng là huynh rồi. Rốt cuộc huynh cũng trở về, đúng là tốt quá rồi. À, đúng vậy, đệ đã trở về, đại tẩu. À, vậy về rồi sao lại không vào nhà hả? Đâu có, à, đệ đang tính vào đó mà. Vậy thì tốt rồi, mau theo ta vào nhà. Đệ có biết không, hễ đệ đi là 3 năm, ta ngày ngày ở trong nhà mong đệ trở về. Trong lòng của ta thật sự thấy không yên chút nào. Thật ra để trong quân ngũ chỉ phụ trách canh chừng lương thảo, cho nên trước giờ luôn bình an vô sự, không xảy ra nguy hiểm gì hết. À, mọi người xuống nghỉ ngơi chút đã, ta rót trà cho đệ. Bây giờ thấy đệ bình an vô sự trở về, trong lòng của ta cũng yên tâm nhiều rồi. Đã tại đại tẩu quan tâm, nhưng Du Quý này từ nhỏ cơ trí thông minh, không có dễ dàng xảy ra chuyện gì đâu. Từ nhỏ đã vậy rồi chỉ biết cãi lại, bày mấy trò ma lanh. Ừ, vậy cũng không phải nha. Có một lần à, có một đám hung đồ đã đột nhập vào kho lương, ý đồ cướp lương thảo. May mắn được đệ kịp thời phát hiện, đệ đã đơn thương độc mã xông ra vòng dây, liều mạng để hồi báo với tướng quân, mới có thể kịp thời diệt trừ bọn hung đồ đó. Hả? Nguy hiểm vậy sao? Vậy đệ có bị thương không? Bị thương cũng có một chút. Bị thương ở đâu vậy? Ê nè, không sao không sao, chỉ là bị thương nhẹ thôi, không lâu sau đó thì đã khỏe lại hết. Nhưng mà có điều, cũng chính bởi vì nguyên nhân bị thương của lần đó, tướng quân thấy đệ anh dũng nên đã ghi cho đệ một công. Nếu không thì tới bây giờ chắc đệ vẫn còn chưa được về đây. À phải rồi, tẩu và đại ca chung sống có tốt không? Ta và đại ca đệ là phu thê được chị Phúc di hôn, một chút tình cảm cũng không có, có gì mà tốt hay không tốt. Vậy gần đây đại ca có khỏe không? Bây giờ huynh ấy đang làm gì? Ở bưu dịch làm dịch sử, giúp đỡ truyền đạt thư tín, cho nên cứ cách 2-3 ngày thì phải rời khỏi Đông Dương, bỏ lại một mình ta ở nhà. Ngày tháng mà ta trải qua rất là cô đơn, rất là lạnh lẽo. Du Quý, đệ có thể hiểu tâm trạng của ta hay không? Du Quý. Du Quý. Đại ca, huynh về rồi à? Du Quý, rốt cuộc đệ cũng về rồi. Đại ca, nhìn thấy đệ không sao thì đại ca đã yên tâm rồi. Tú Cầm à, may mắn Du Quý bình an vô sự trở về. Tối hôm nay chúng ta nhất định phải tẩy trần cho nó thật đàng hoàng, ăn mừng một bữa với Du Quý. Mùi mau nấu cơm đi. Mùi sẽ đi chuẩn bị liền, hai huynh đệ cứ nói chuyện trước đi. Ê, thiệt là, nè nè, ngồi đi ngồi đi. Du Quý à, bây giờ đệ trở về rồi, sau này có dự tính gì không? Đại ca, lần này đệ về Đông Dương không có tính ở chung với huynh và đại tẩu đâu. Tại sao vậy? Là bởi vì Tú Cầm mà. Đại ca, sao huynh lại nói vậy chứ? Cả hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã, lại còn cùng nhau thích đối phương. Chỉ vì huynh và Tú Cầm là chỉ phúc di hôn, cổ mới làm đại tẩu của đệ, sao huynh lại không biết chứ? Chúng ta là huynh đệ ruột, có một số việc trong lòng đã hiểu rõ, không cần phải tính toán quá. Tóm lại, huynh muốn cho đệ biết là huynh thật lòng hy vọng đệ có thể sinh sống cùng với huynh và đại tẩu, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, đại ca cũng không trách đệ đâu. À, không đâu đại ca, huynh hiểu lầm rồi. Lần này đệ trở về đây, hoàng thượng đã thưởng cho đệ một số vàng bạc, đệ hy vọng có thể dùng số tiền thưởng đó xây dựng gia viên cho bản thân rồi cưới vợ sinh con. Vậy được rồi, nếu đệ tính toán cho bản thân thì huynh cũng không cản đệ nữa. Có điều lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải nhớ về đệ tìm huynh, huynh sẽ cùng gánh vác với đệ. Trương Thúc à, căn nhà mà Thúc nói bán rất là rẻ ở đâu vậy? À, chính là chỗ này nè. Trương Thúc à, căn nhà này sao bán có 50 lượng rẻ như vậy chứ Thúc? Không có chuyện tốt vậy thật sao?
À, bởi vì căn nhà này trước đó có ma cho nên mới bán rẻ tới như vậy đó. Hả? Căn nhà này có ma? Sao Thúc có thể gạt con tới ở nhà ma vậy chứ? Con không mua nữa, con muốn lấy lại tiền. Không được, chuyện này không có được. Chìa khóa với khế ước cũng đã đưa cho cậu rồi. Giao dịch này coi như đã xong xuôi, sao trả tiền lại được? À, nhưng mà... Nè nè nè, có phải là cậu sợ không hả? Con sợ? Ai nói là con sợ chứ? Nhưng du ý này chính là hậu nhân của Dương gia đó. Huống chi con tổng quân tham chiến nhiều năm, giết người vô số, toàn thân đều là sát khí. Chỉ là con cảm thấy chỗ này có hơi xa một chút nên không muốn ở đây thôi. À, vậy nếu sát khí cậu nhiều tới như vậy, dương khí thịnh, vậy thì không cần phải sợ gì nữa rồi. Thì đương nhiên rồi. À, vậy cậu tự mình vào đó đi, tôi không đi với cậu nữa ha. Hả? Tôi phải mau mau về nhà đi tạm biệt nha. Trời ơi. Nè nè, Trương Thúc. Không lẽ đúng là cho ma ở, cho nên mới làm âm u tới như vậy? À, không sao, không sao, không sao. Nhưng dù ý này dương khí thịnh sát khí lớn, không sợ ma. Phòng này sao lại sạch sẽ như vậy chứ? Sao thật kỳ quá vậy? Không lẽ chỗ này thật sự có ma? Phải tính sao đây? Trời sắp sửa tối rồi, phải tính sao đây? Thôi mặc kệ, mua chút gì đó về đây ăn cái đã. Buổi tối hôm nay cứ ở lại đây một đêm đã, xem thử tình hình rồi tính tiếp. Căn nhà này thực sự cũng không tệ lắm, vừa rộng rãi, hoàn cảnh lại thanh tịnh. À, đáng tiếc là nội thất ở trong này hơi cũ một chút, nhưng khí cũng hơi thiếu một chút. À, ai? Ai ở ngoài đó? Là ai vậy? Rốt cuộc là ai ở ngoài đó? Ê! Ai đang ở đó?
cái chung này. Sao tôi lại ở chỗ này? Du Quý. Đại ca, sao Quý lại tới đây? Quỳnh nghe nói đệ đã mua nhà cho nên gấp gáp tới đây để coi thử đó. Phải đó, Du Quý, sao đệ lại đi mua căn nhà này chứ? Căn nhà này là căn nhà ma, người của cả huyện này đều biết hết. Điều này đương nhiên đệ biết rồi. Nhưng mà như vậy thì cũng đâu có sao. Ma quỷ có gì mà đáng sợ, đệ không sợ đâu. Huống hồ thì đệ cũng đang ngủ ở đây suốt cả đêm qua rồi, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra hết. Cứ nhìn đệ đi, có phải rất tốt không? Không có được đâu, một đêm không sao, nhưng không đồng nghĩa là sau này cũng không sao. Để ở lại chỗ này kêu Du Thừa nhà này làm sao mà yên tâm được chứ. Du Thừa Huynh, mau khuyên đệ ấy đi. Phải đó Du Quý, một mình để lại đây bọn Huynh thật sự không yên lòng được. Hay là cứ theo Huynh về nhà trước. Đúng đi đó. Để tìm được căn nhà thích hợp hơn thì để dọn ra cũng đâu có muộn. Được rồi, được rồi. Đại ca, để biết là Huynh lo lắng cho đệ sợ đệ có chuyện, có điều không cần phải phiền phức. Nếu như đệ cũng đã dùng tiền mua căn nhà lớn này rồi, hơn nữa đệ ở đây suốt đêm cũng đâu có cảm thấy có vấn đề gì. Quỳnh không cần phải làm lớn chuyện quá. Nhưng mà... Hay là quyết định vậy đi, đệ tạm thời ở lại chỗ này. Nếu như thực sự có xảy ra chuyện gì đó thì đệ sẽ về ở với Quỳnh và đại tẩu, thế thế nào? Cũng được. Vậy đệ cứ tạm thời ở lại chỗ này, nếu như gặp phải vấn đề gì thì lập tức đi ngay. Được. Đệ đã nói rồi, căn nhà lớn đó không phải là nhà ma. Lúc này chúng ta còn giao dọn dẹp nhà cửa, không phải không có chuyện gì xảy ra sao? Có đúng không? Quỳnh cứ yên tâm cũng đi. Cũng hy vọng là vậy. Du Quý, đệ cũng ra đây rồi, hay là theo bọn này về nhà ăn bữa cơm rồi hãy về lại. Đệ còn có chút đồ phải đi mua, không còn sớm nữa. Quỳnh và tẩu mau về nhà đi. Thôi được, tu cầm, chúng ta mau về thôi. Quỳnh về nha. Gạt được đại ca, gạt được bản thân mình, không lẽ cũng gạt được bộ ma quỷ đó hay sao? Thực sự phải quay về đó sao? Giáng yêu trừ ma, giáng yêu trừ ma, giáng yêu trừ ma, giáng yêu trừ ma. Chân nhân, chân nhân, tôi không cẩn thận mua phải căn nhà ma, muốn xin chân nhân giải cứu. Cũng đơn giản thôi, chỉ cần mời bốn chân nhân về đó làm pháp sự giúp cậu giáng yêu trừ ma, vậy sẽ không còn chuyện gì nữa hả? Vậy dám hỏi chân nhân, tôi phải trả bao nhiêu ngân lượng? Chúng ta gặp được nhau trong biển trời mênh mông, đó chính là duyên phận. Như vậy đi, ta sẽ tính cậu 80 lượng thôi. Tám? Mua căn nhà ma có 50 lượng, tìm người bắt ma không ngờ phải 80 lượng. Mình thấy thôi bỏ đi. Công tử đừng suy nghĩ thêm nữa, giáng yêu trừ ma là chuyện không thể kéo dài được. Điều này tôi cũng hiểu, nhưng mà 80 lượng đó mắc quá, tôi không thể nào. Nếu vậy bốn chân nhân đây cũng không miễn cưỡng công tử nữa. Nếu như cậu vẫn còn giữ được tính mạng của mình, lần sau tới tìm tôi thì cũng được thôi. Giáng yêu trừ ma, giáng yêu trừ ma, giáng yêu trừ ma. Mắc ma trừ tà thôi, chỉ cần dùng chút pháp cụ với lại bùa chú đi đối phó bọn chúng. Theo mình thấy, đi mua đồ rẻ tiền thôi, không được nữa thì tự mình vẽ bùa chú cũng vậy thôi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Đại từ đại bi quán Thế Âm Bồ Tát, Thái Thượng Lão Quân xin phù hộ cho con. Lão quân, dáng yêu trừ ma cấp cấp dư luật lệnh. Các người có gan, các người tốt nhất đừng có vào đây. Bây giờ ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ để đối phó với các ngươi. Các người biết điều thì mau chóng ra khỏi nơi này. Đừng tới chỗ này để hù ta. Nếu không thì đừng trách ta vô tình. Đánh ta hồn phách của các ngươi luôn. May mà cũng không được siêu sinh, có nghe thấy chưa? Tôi chết thê thảm quá, phải tìm người để đền mạng. Pháp lực của bọn chúng mà ta chuẩn bị vô cùng lợi hại, đừng ở đây hù dọa ta, có nghe thấy chưa? Ta đã ra ngoài rồi, các người không cần phải ra đây nữa. Người ta nói người ma khác biệt, nước sông không phạm nước giếng. Vậy sau này buổi sáng sẽ do ta làm chủ, buổi tối các người cứ việc nghỉ ngơi hả? Các người cũng nói gì vậy thì cứ quyết định vậy đi, sau này đừng có tới phá ta nữa. Dùng từ thạch để di chuyển các đồ vật cũng không biết, còn tưởng chúng ta là ma thật nữa chứ. Được rồi, đừng có nói nhiều như vậy nữa. Chúng ta mau khiêng hắn tới nghĩa trang, mẹ còn phải quay lại nấu cơm cho con nữa. Hai người muốn làm gì đây? Thì ra chính là hai mẹ con các người muốn hù tôi đó sao? Cũng may tôi cũng cơ trí, cùng trúng kế của hai người để hai người khỏi đắc chí. Quỳnh muốn làm gì đây? Tôi không có muốn làm gì hết. Chỗ này bây giờ là của tôi, đương nhiên là tôi muốn hai người rời khỏi chỗ này rồi. Chỗ này làm gì mà của ông được? Chỗ này là nhà chúng tôi, là ông rời khỏi mới đúng. Cậu bạn nhỏ, căn nhà này có lẽ đúng là nhà của hai người, nhưng mà có điều bây giờ nó đã được tôi mua lại rồi, cho nên hiện tại nó chính là chỗ ở của tôi, phải là hai người rời khỏi mới đúng. Đâu có thể nào, khế ước của căn nhà này nào giờ để trong tay tôi, sao huynh có thể mua nó được chứ? Tại sao lại không thể? Trên người của tôi cũng có khế ước của căn nhà này vậy. Trong tay tôi cũng có khế ước, huynh coi. Trong tay tôi đang giữ khế đất, trong tay huynh là khế nhà mà thôi, cho nên của huynh không tính. Thứ mà tôi mua là căn nhà lớn này, tôi muốn ở cũng là ở trong căn nhà lớn này. Bất luận là căn nhà này được xây ở chỗ nào thì tôi cũng nhất định phải ở trong đó. Trong tay tôi có khế nhà thì sao mà không tính được? Phải, căn nhà lớn này là của huynh, nhưng miếng đất này là của chúng tôi. Đúng, ông muốn ở trong căn nhà này cũng được thôi. Ông hãy dọn căn nhà này khỏi đất của chúng tôi đi.
Tiểu Thông nói rất là đúng. Miếng đất này là của chúng tôi, nên chúng tôi sẽ tuyệt đối không rời khỏi. Nếu như Quynh muốn thực sự ở lại trong căn nhà này thì cứ dọn nó đi là được. Nhưng mà căn nhà này lớn tới như vậy, làm sao dọn đây? Đó là chuyện của Quynh, không liên quan tới chúng tôi. Sao không liên quan tới các người? Căn nhà này xây trên miếng đất của các người thì liên quan tới các người chứ. Coi Quynh đường đường là một nam tử hán, sao còn gian trá hơn một đứa con nít nữa vậy? Nói tóm lại, tôi sẽ ở lại chỗ này tuyệt đối không rời khỏi. Chúng tôi cũng tuyệt đối không rời khỏi. Vậy hay là căn nhà này chúng ta mỗi người một nửa, tất cả sống chung với nhau. Các người sống cuộc sống của các người, tôi sống cuộc sống của tôi. Nước sông còn phạm nước giếng, thế nào? Thế nào hả? Tiểu Thông, con có đồng ý ở chung với hắn ta không? Con thì không đồng ý lắm, nhưng ông ta thật sự có quyền lợi ở trong căn nhà lớn này. Chúng ta cũng phải ở lại đây để chạch trở về chứ. Vậy mỗi người như một bước đi. Được thôi, vậy tôi hứa với Huynh, căn nhà này tạm thời coi như mỗi người một nửa. Đợi khi phu quân tôi trở về, kêu Huynh ấy bàn tiếp với Huynh. Được thôi, cứ quyết định vậy đi. Ba ngày băng bạc mà đốt đèn nhiều như vậy, rõ ràng có ánh mặt trời rất mạnh, vậy mà cứ đóng hết cửa lại. Huynh lo được hay sao? Chỗ này có một nửa là của tôi. Tiểu Thông, ăn nhiều rau nha con. Vậy thì thật là ngại quá. Chỗ này có một nửa là của tôi, vậy tôi cũng có quyền lợi của tôi rồi. Tiểu Thông ngoan, mẹ không có sao. Cô Dân công tử, tôi có bệnh ngoài da, da của tôi hệ thấy ánh sáng sẽ bị ửng đỏ, nổi nước, thậm chí lở loét. Huynh có thể nào hiểu giùm cho tôi? Đừng có mở cánh cửa đó ra. Xin lỗi nha, tôi không có biết là cô có căn bệnh này. Cô có tới đại phu chưa? Tôi không có thấy được ánh sáng, làm sao ra ngoài được? Cũng dễ thôi, để tôi đi mời một vị đại phu về đây xem cho cô. Nè, không cần. Nhưng công tử, là như vậy, bởi vì sợ chủ nợ sẽ tìm tới tận nhà, cho nên những ngày qua hai mẹ con chúng tôi giả ma để hù dọa bọn họ. Nếu như Huynh ra ngoài mời đại phu, lỡ như để lộ ra tin tức, tôi sợ là không biết sẽ có bao nhiêu chủ nợ tới tìm tận nhà, vậy thì rắc rối lớn rồi. Tôi không làm gì được họ, nên chỉ biết trốn ở đây. Thì ra là như vậy. Chỉ là tôi không biết cô đã nợ người ta bao nhiêu tiền mà người ta lại tìm tới tận nhà vậy. Đó là chuyện đã qua rồi, tôi không muốn nói nữa. À phải rồi, Dương công tử, hiện tại Quynh ở đây, chúng ta cũng coi như người một nhà. Hay là cứ ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi. Được, đa tạ cô nha. Ngồi đi. Nè. Phải rồi, Lý phu nhân, tôi thấy hay là như vậy. Sau này thì việc ra ngoài mua đồ ăn này nọ cứ giao cho tôi đi. Cô chỉ cần ở nhà phụ trách việc nấu cơm là được rồi. Những việc tu sửa, dọn dẹp nhà cửa hay là trồng hoa trồng cỏ, một mình cô làm hết thì cũng không được tiện cho lắm. Toàn bộ cứ giao hết cho tôi. Vậy thì vất vả cho Huynh rồi, Dương công tử. Ê, cũng không có gì đâu. Bây giờ thì chúng ta đều ở chung dưới một mái nhà rồi. Còn nữa, Lý phu nhân, tôi thấy cô cũng đừng gọi tôi là Dương công tử gì nữa. Lý phu nhân, sau này cứ gọi tôi là Du quý được rồi. Nếu đã là vậy, Huynh cũng đừng gọi tôi là Lý phu nhân, gọi tôi Liên Tỏa được rồi. Liên Tỏa? Được, vậy cứ quyết định vậy đi. Ăn cơm thôi. Tiểu Thông, ăn nhiều rau đi con. Thank you.
Đa tạ tiểu thông. Không cần khách sáo. À, tiểu thông à. Ủa, con cũng biết gieo giống tưới phân sao? Dạ phải, bình thường ở nhà không có gì làm, thường hay giúp mẹ. Chà, tiểu thông đúng là rất giỏi rất ngoan nha. Thúc thúc đã khen. Hiểu chuyện, hiểu chuyện. Tôi chết, đổ mồ hôi rồi. Ta tạ nha. Bên đây còn nữa nè. Mau mau, mau. Dạ, mau. Mau lên, mau lên. Ủa? Mau lên. Người đâu? Tên tiểu tử đó đúng là to gan thật, dám đắc tội với lão gia chúng ta. Lão gia chúng ta là cháu ruột của binh bộ thượng thư, nếu như bắt được hắn thì hắn sẽ biết tay. Tiếp tục tìm. Dạ dạ, dạ. Đi đi. Tới đây tới đây, đồ ăn đủ rồi. Ừ. Nè, rất là ngon. Ăn cơm đi. Đùi gà. Con muốn ăn miếng này, sao thúc dành của con? Miếng này là thúc gấp trước, đương nhiên là của thúc rồi. Thôi được rồi tiểu thông, mẹ gấp cái cánh gà cho con nha. Đây nè, thúc thúc chỉ đùi với con thôi. Tiểu thông, con đang tuổi lớn, phải ăn thịt nhiều hơn nữa. Du quý, đa tạ Quynh. Cả buổi sáng phải mua gà rồi làm gà, còn đưa đùi gà cho tiểu thông ăn nữa. Không có gì, tiểu thông đã đúng là ngoan lắm. Con giúp tôi sửa lại bàn ghế, phải nên thưởng cho nó đàng hoàng mới đúng. Mẹ à, Du thúc thúc tốt với con lắm, còn dạy con làm việc thủ công nữa. Tiểu thông khôn lớn rồi, sẽ gánh vác gia đình giúp mẹ. Tiểu thông ngoan lắm, mau ăn đi. Đây, Quynh cũng ăn đi. Được, cái này cho cô. Đa tạ. Đây Tẩu, sao Tẩu lại tới đây? Tại sao ta lại không tới được? Cô ta là ai vậy? À, cô ấy là Liên Tỏa. Tiểu Thông là con trai của Liên Tỏa. Liên Tỏa, đây là đại tẩu của tôi, Tú Cầm. À, chào cô. Ta mặc kệ cổ là ai, sao để lại ăn cơm chung với cổ chứ? Là như vậy. Liên Tỏa, cô ấy vốn là chủ nhân của căn nhà này. Nơi này vốn dĩ là của họ mà. Chủ nhân của căn nhà này à? Không phải để đã mua căn nhà này rồi sao? Phải đó, nhưng mà chuyện này nhất thời cũng không nói rõ được. Cho nên để tạm thời cùng Liên Tỏa mỗi người một nửa. Vì vậy mà để chỉ còn biết chung sống với nhau. Hai người đang sống chung với nhau sao? Không, đại tẩu, tẩu đừng hiểu lầm. Bọn đệ rất trong sáng, không có gì đây. Hết ta có đã... chuyện muốn nói với đệ. Nè Du Quý à, hai người cô nam quả nữ ở chung một nhà là không tốt chút nào. Đệ và cô ấy rất là trong sạch, có gì mà không tốt chứ? Đâu phải đệ không có nhà ở, hay đệ bán nửa căn nhà này cho người đàn bà đó để theo ta về nhà, có được hay không? Đại tẩu, cần gì phải làm vậy chứ? Đại tẩu, đại tẩu, bộ nhất thiết phải gọi ta là đại tẩu sao? Thì tẩu là đại tẩu của đệ mà. Như quý à, Quynh quên được quá khứ của chúng ta sao? Quá khứ là quá khứ, bây giờ là bây giờ. Bây giờ tẩu là đại tẩu của đệ. Đệ tôn trọng đại ca, đệ càng tôn trọng tẩu hơn. Ngoài trừ chuyện đó, đây không còn chuyện gì khác, cũng không dám có ý gì khác. Nhưng mà Quynh biết rõ mà, muội gả cho đại ca Quynh chỉ là bị ép buộc, không còn lựa chọn nào khác. Quá khứ đều là đệ đã sai. Đệ không nên có tình cảm không nên có đối với đại tẩu, cho nên đệ mới quyết định thay thế đại ca đi tòng quân để trừng phạt bản thân mình. Quynh tưởng rằng đi rồi thì có ích hay sao? Đệ không biết là có ích hay không, nhưng mà đệ chỉ biết làm vậy thôi.
Bây giờ đệ không có mong ước gì, chỉ hy vọng đại ca sẽ yêu thương tẩu, cả hai có thể ở bên nhau sống cuộc sống thật tốt. Tú Cầm à, tẩu hãy quên đệ đi. Rốt cuộc huynh cũng gọi muội là Tú Cầm. Huynh có biết không, từ sau khi huynh đi tổng quân đánh trận, trái tim muội cũng đã chết. Muội và đại ca huynh thật ra chỉ có danh nghĩa phu thế. Tẩu với đại ca bây giờ cũng... Người trong lòng muội yêu chỉ có huynh thôi, sao muội có thể cùng với người khác được? Trong lòng muội, người muội luôn nghĩ đến là huynh. Từ sau khi huynh đánh trận trở về, huynh có biết là muội vui tới cỡ nào hay không? Tim của muội lại được chết đi sống lại, nhưng huynh lại cứ đối xử lạnh nhạt với muội. Tim của muội sắp bị huynh xé nát nữa rồi. Huynh sao vậy? Huynh bị gì vậy? À, không sao. Lúc này tổng quân đánh trận đã bị chút thương tích, không sao đâu. Hay là muội đi gọi đại phu? À, không cần, thật sự không cần mà. Huynh bị thương à? Có nặng không? Lúc tổng quân đánh trận đã bị thương ở lưng, lúc này không cẩn thận đã đụng trúng. Nếu như huynh cảm thấy không ngại, có thể cho tôi coi thử không? Cô đâu phải là đại phu, coi thử thì có ích gì? Tuy rằng tôi không phải đại phu, nhưng cũng hiểu chút ít cách trị thương. Nhưng mà vậy thì làm phiền cô. Yêu nghiệt to gan, dám hiện thân ở nhân gian hãm hại người đời, gặp phải bần tăng phổ độ, tuyệt đối sẽ không để cho người đắc ý. Đàn ông đều là ngu ngốc, ham mê nữ sắc, chết không đáng tiếc. To gan, yêu nghiệt, ngươi coi mạng người như cỏ rác, bần tăng phổ độ tuyệt đối không tha cho ngươi đâu. Quà thượng túi, trước một câu yêu nghiệt, sau một câu yêu nghiệt, ngươi đã nói xong chưa? Có bản lãnh thì ra tay đi. Hết. Nghiệt xúc. Yêu nghiệp, chạy đi đâu?
Ah!